Ok, như vậy là tất cả những việc trong phần admin cho mình đã khôi phục lại một cách toàn vẹn, không mất bất cứ một file dữ liệu nào. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn backup dữ liệu, cách các bạn backup cả một vùng hay là những folder xe trên con NAS Synology ZS82+ là một thiết bị NAS mới sản xuất năm 2022. Để các bạn có thể backup dữ liệu trên thiết bị NAS thì các bạn vào phần Package Center, các bạn cài một ứng dụng đó chính là Hyper Backup. Mình đã cài ứng dụng rồi, còn các bạn khi các bạn chưa cài các bạn tìm Hyper Backup và các bạn chọn là Intern, còn mình mở ứng dụng lên. Đây là giao diện của ứng dụng backup. Trong này thì các bạn có thể chọn backup trên thiết bị Synology, là bạn backup trên phần project và backup trên file local USB và backup trên một thiết bị NAS khác và trên version khác. Đây là thiết bị backup trên file server, còn thiết bị backup trên các dịch vụ cloud như là Dropbox hay Google Drive. Điều này hướng dẫn các bạn cách backup trên chính local folder. Bạn chọn vào local folder và bạn ấn next. Ở phần create backup tab là phần server, là bạn chọn nơi lưu trữ file backup. Mình chọn vào phòng backup. Ở đây là tên thiết bị và các bạn next. Tiếp theo là bạn chọn phân vùng mà bạn muốn backup. Các bạn có thể chọn tất cả volume hoặc các bạn chọn những phân vùng mà bạn muốn backup. Ví dụ mình muốn backup folder admin. Ok, nhấn next. Bạn muốn backup tất cả các ứng dụng hay không? Những application có hay không thì bạn, mình không cần backup những application, nhấn next. Ở bằng backup setting, bạn tick enable task notification là khi backup hoặc những quá trình backup recover của bạn nó sẽ có những thông báo các bạn. Enable file change data là cái file note, hiển thị file note của bạn. Và phần compress backup data là nhắn file backup của bạn. Và enable schedule là chọn thời gian backup của bạn. Ví dụ hàng ngày và thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần, hàng ngày và lúc 3 giờ sáng. Hoặc phần enable check là cái mặc định là 3 phút để check các bạn làm nào. Mở next. Ở trong phần enable backup notation, ở phần lựa chọn đầu tiên là from the any version là nó sẽ xóa những cái version trước gần nhất và ghi đèn lên. Smart resize, ví dụ khi bạn chọn version bây giờ 3 là nó có đúng 3 version và nó không ghi đèn lên. Còn bằng customize thì các bạn có thể tùy chọn vào bảng setting, bạn có thể định nghĩa ra những cái chế độ ghi theo ý bạn mong muốn, toàn trong ngày, trong giờ, vân vân. Mình chọn vào chế độ đầu tiên. Đây là version mà bạn muốn giữ lại, max number of kids version và version bạn muốn giữ lại thì với bạn là 3 version thôi. Ok, điểm đăng. Bạn lần đầu tiên khi bạn tiến hành backup thì NAS sẽ phải bạn nhà bạn muốn backup luôn hay không? Backup nào? Gọi nhà bạn chờ đúng định và bạn đã tạo trên một schedule nhà 3 giờ sáng, mình muốn backup luôn, phải chọn backup ngay. Như vậy là quá trình backup đang diễn ra. Hiện tại trên cái folder admin của mình cũng không chứa nhiều liệu nên quá trình backup diễn ra khá là nhanh chóng. Như vậy là quá trình backup của bạn thành công, successful. Ok, mình tắt đi. Mình vào phần file station, mình vào phần admin và mình xóa một số file dữ liệu đi. Xóa, xóa, cảm ơn. Mình xóa lên cái bằng cắt đi. Bây giờ mình recover lại dữ liệu, toàn dữ liệu mình đã xóa ở trên cái file folder admin này. Thì bạn quay lại, bạn đã quay lại bằng vào phần Hyper Backup. Bạn tích vào bằng biểu tượng hồ là bằng Restore, chọn vào Data và bạn Next. Ở System Config, Do Not Discover System Config, bạn không muốn recover lại đến bằng System Config mà định như vậy. Với mình không cần recover lại bằng System Config, nhấn Next. Bộ phần mà share folder mà cho mình cover lại đó chính là phần admin. Ok, bấm Next luôn và bạn bị ấn Done cho anh recover lại. Commit. Như vậy là quá trình recover lại đã thành công. Mình sẽ quay lại phần file station và mình sẽ kiểm tra lại phần trong admin. Ok, như vậy là tất cả dữ liệu trong phần admin để mình sẽ khôi phục lại một cách toàn vẹn, không mất bất cứ một file dữ liệu nào. Video hướng dẫn hôm nay của mình là mình ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay hữu ích thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.